Này này này, Kim Trang. Dạ. Anh nói thiệt với em nhé, từ đầu chương trình đến giờ đó là anh đã nói quá trời nói, anh thổ lộ quá trời thổ lộ rồi mà em vẫn đơ đơ, em vẫn không đáp lại cái tình cảm của anh buồn lắm. Trời ơi anh ơi, vì em là con gái, em phải mắc cỡ. Nhưng mà những cái tình cảm của anh em ghi nhận và em luôn giữ trong lòng. Anh yên tâm đi, em sẽ không bao giờ quên anh cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Vậy thì em hứa với anh nhé, cho dù mai này có vấn đề gì xảy ra chăng nữa thì em phải ở bên anh nhé. Em hứa là em sẽ không bao giờ quên anh. Vâng thưa quý vị, và bây giờ thì anh Quân sẽ mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận những tình cảm, cảm xúc thật dạt dào trong tình yêu qua hai nhạc phẩm Không Bao Giờ Quên Anh và Nếu Chúng Mình Cách Chờ. Thưa quý vị, chúng ta dành một tràng pháo tay cho phần song ca của nam ca sĩ Lương Gia Huy và nữ ca sĩ Dương Hồng Loan.
nuối tiếc xa xôi. Ngày xưa anh nói vẫn yêu em nghìn năm, vẫn đợi em trọn đời. Nhưng nay hết rồi, hai người hai lối. Lúc đêm buồn không ai, tôi gói yêu thương xin trao trả ân tình về người tôi yêu mến. Đừng thương tiếc chi anh, truyền hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời. Tình mình này chết như lá úa thu rơi. Đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên nhau. Đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên nhau. Chẳng vỡ đã thôi, không tiêu nhau. Cuộc tình đã lỡ với bao nhiêu